Trong những video đã lên sóng, kể từ khi Man City Homie chính thức trở thành một phần của cộng đồng The Citizen Việt Nam, chúng ta đã nói với nhau về Erling Haaland, về John Stones, về Ilkay Gundogan và về thanh niên 18 tuổi tương lai đầy hứa hẹn Rico Lewis. Nhưng rõ ràng sẽ thật thiếu sót nếu không thực hiện một video về Rodri, cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2022-2023, người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết để giúp cho Man City lần đầu tiên giành cúp tài vòi và kết thúc mùa bóng với The Treble vĩ đại. Nói về Rodri là nói về cầu thủ đã chơi nhiều trận nhất, 56, nhiều phút nhất, 4.476 của Man City trên tất cả các đấu trường mùa này. Nói về Rodri là nói về tiền vệ duy nhất giải đấu, top 1 ở cả 6 hạng mục chuyên môn, tổng số đường truyền chính xác, tỷ lệ đường truyền chính xác, tần suất truyền vào 1/3 cuối sân, số hành động kéo bóng và tổng quãng đường dắt bóng thịnh tiến. Nói về Rodri là nói về tiền vệ số 3 ngoại hạng Anh mùa trước ở số lượng đường truyền thịnh tiến bóng, chỉ sau hai tiền vệ thiên về công Bruno Fernandes và Martin Odegaard, đồng thời cũng là số 2 của giải ở tổng hành động thu hồi bóng, chỉ sau Declan Rice. Điều quan trọng nhất để trở thành một tiền vệ trụ hàng đầu là bạn phải luôn ổn định, ít nhất phải đạt 7 hoặc 8 điểm ở mọi trận đấu, chứ không thể trận trước 10 điểm, trận sau chỉ được 2 hoặc 3 điểm. Tôi vô cùng hạnh phúc vì ở Man City có một tiền vệ trụ luôn từ 8 điểm như Rodri. Pep Guardiola cho biết, nhưng để hiểu rõ hơn, sâu hơn về Rodri, cách tốt nhất là hãy để chàng trai sắp bước sang 27 tuổi này nói về chính mình. Nào các anh em, hãy đăng ký kênh, bấm rung chuông, like mạnh các sản phẩm của Man City Homie trên các nền tảng YouTube, Facebook và TikTok để cùng chúng tôi đến với video phỏng vấn độc quyền của Rodri nhé. Quan điểm về sự nghiệp cầu thủ bóng đá của Rodri là rất rõ ràng và anh không ngần ngại để chia sẻ điều đó trong cuộc phỏng vấn với MEN, tin tối Manchester. Tôi muốn trở thành người giỏi nhất. Mỗi ngày của tôi luôn bắt đầu với mục tiêu, cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để là phiên bản tốt nhất của chính mình. Theo Rodri thì anh của hiện tại đã trưởng thành hơn rất rất nhiều trên tất cả các khía cạnh nếu so với năm đầu tiên khoác áo Man City. Trong ngày đầu tiên là cầu thủ của City, tôi nghĩ rằng mình có tố chất và thể trạng hơn người. Nhưng giờ cả hai thứ đó của tôi hiện tại còn tốt hơn tôi của 4 năm trước. Quan trọng hơn, tôi của hiện tại đã được bồi đắp nhờ kinh nghiệm đỉnh cao, nhờ những bài học giá trị từ huấn luyện viên, từ đồng đội và từ đối thủ. Rodri cũng tự tin khẳng định rằng anh là một kiểu tiền vệ khác hoàn toàn so với đa số các tiền vệ trung tâm còn lại của bóng đá đương đại. Tôi không coi mình là kiểu cầu thủ giống với những tiền vệ trung tâm khác. Bạn có thể nói anh chàng này giỏi nhất ở khía cạnh này, khía cạnh kia, nhưng về cơ bản không ai giống nhau cả. Tôi có cách hiểu, lối tư duy và phong cách chơi của riêng mình. Và tôi hoàn toàn tin, style của tôi là hoàn toàn khác so với Casemiro, Fabinho hay Kante. Rodri, một người không xăm mình, không sử dụng mạng xã hội, đang là sinh viên đại học từ xa, từ lâu đã được cho là hình mẫu hoàn hảo cho những cầu thủ trẻ tại Man City. Nhưng ở thế giới bên ngoài Etihad, anh lại là một trong những cầu thủ City bị fan các câu lạc bộ khác ghét nhất. Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy thử nghe Rodri lý giải về thực tế này nhé. Trên sân cỏ, trong thực chiến, đôi khi bạn phải chiến với một tinh thần khác, tâm lý khác và tính cách khác với chính bạn ngoài đời thực. Tôi là người khát khao chiến thắng đến tận cùng và tôi không ngần ngại làm tất cả những gì có thể để đạt tới mục tiêu đó. Mùa này Rodri đã từng khiến các The Gunner nổi điên khi ăn mừng trước mặt các cổ động viên Arsenal tại Etihad hồi giữa tháng 2. Hay sau đó là tình huống gây hấn với cầu thủ và fan Everton ngay tại Goodison Park ở trận đấu khép lại của năm 2022. Đây là một phần của bóng đá, nhưng chúng tôi, các cầu thủ hiểu rõ rằng những gì xảy ra trên sân cỏ sẽ ở lại trên sân. Trận đấu khép lại và hết. Tất nhiên, có những lúc, có những khoảnh khắc mà sự phấn khích do bóng đá mang lại khiến bạn có những hành vi mang tính bộc phát khác thường. Nhưng tôi luôn cố gắng tôn trọng đối thủ. Đó là điều tôi dám chắc 100%. Khá cầu thủ xuất chúng từng chơi dưới trướng của Pep Guardiola đang theo nghiệp huấn luyện và ít nhiều có được thành tích khả quan như Xavi của Barcelona, Vincent Kompany của Burnley, Xabi Alonso của Leverkusen. Nhưng Rodri, tiền vệ mà Pep mô tả là giỏi nhất ở vị trí của anh, lại không muốn theo nghiệp ông thầy. Tôi thích làm công việc của Tiki Begisisten, giám đốc bóng đá Man City, hơn là trở thành một huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp như Pep. Tôi đã thấy Pep căng thẳng thế nào, lao tâm khổ tứ ra sao. Nhưng cứ mỗi khi nhìn vào Tiki, tôi lại nghĩ rằng cuộc sống của ông ấy thực sự thú vị. Tiki quyết định cầu thủ nào sẽ đến City, quyết định điều gì sẽ tốt cho việc xây dựng đội bóng. Có lẽ sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số, tôi sẽ bồi đắp bản thân để phát triển theo hướng này. Rodri, người hiện đang theo cử nhân ngành quản trị kinh doanh cho biết. Vậy đâu là khía cạnh trong lối chơi của mình mà Rodri muốn cải thiện nhiều nhất? Bóng đá với tôi là cố gắng để tốt hơn sau mỗi ngày, mỗi trận đấu. Tôi đang nỗ lực để cải thiện nhiều thứ, đặc biệt là khả năng lãnh đạo và cách đưa ra quyết định ở những thời khắc quan trọng. Những thứ này trước đây tôi cho là thứ yếu, nhưng giờ thì khác. Tôi nghĩ chúng đặc biệt quan trọng và sẽ giúp ích rất nhiều cho đội.
Một khoảnh khắc như vậy đã đến trong lượt trận tứ kết Champions League với Bayern Munich. City có thể đã bị thủng lưới trước nếu không có pha cản phá tuyệt vời của Ruben Dias từ cú sút của Jamal Musiala. Nhưng vài chục giây sau đó, Rodri nhận bóng ở zone 15, thực hiện một động tác giả qua người trước khi tung ra một pha dứt điểm bằng chân không thuận, cháy lưới James Sommer, mở tỷ số cho The Citizen. Đó là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Rodri ở đấu trường Champions League. Còn bàn thắng thứ hai chính là khoảnh khắc lịch sử, phút 67, giây thứ 31, trận chung kết tại Istanbul. Một tình huống băng lên từ phía sau, một cú ra chân bạo liệt nhưng cũng đầy kỹ viện. Và bàn thắng duy nhất giúp Man City lên đỉnh châu Âu, hoàn tất cuốn ba vĩ đại. Bạn có thể giành FA Cup, Ngoại hạng Anh và Champions League trong 3 năm, mỗi năm một cúp. Chẳng hạn thế, nhưng nếu bạn làm điều đó trong một mùa giải thì đó là đỉnh cao siêu hạng, là giấc mơ vĩ đại thành hiện thực. Xin nhắc lại với các anh em The Citizen, cuộc phỏng vấn này của Rodri được thực hiện vào cuối tháng 4, thời điểm Man City chưa đá bán kết Champions League, chưa vào chung kết FA Cup và vẫn đang chạy phía sau Arsenal ở Premier League. Chất lượng bóng đá thượng hạng, khát khao chiến thắng mạnh mẽ và nỗ lực hoàn thiện mình không ngừng của Rodri chính là hình ảnh thu nhỏ của một Man City, từng bước vượt qua bao cửa ải để từ đó hoàn thành cú ăn ba lịch sử. Và Rodri ấy đã kết thúc mùa bóng 2022-2023 bằng một chiếc cúp nữa, danh hiệu UEFA Nations League cùng với đội tuyển Tây Ban Nha. Là một fan xịn của The Citizen, bạn tiếc gì mà không dành cho chàng tiền vệ đáng yêu của chúng ta một lời khen, một lời chúc may mắn. Chân cứng đá mềm Rodri, bởi hành trình phía trước của anh và The Citizen, tập thể ăn ba vĩ đại mà mọi đội bóng đều muốn đánh bại, chông gai và thách thức là vô cùng nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.